Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn nhưng mà với trình độ nâng cao để giúp cho những bạn đã có nền tảng tiếng Hoa rồi cũng có thể tham gia vào được. Xin cảm ơn mọi người và chúng ta bắt đầu với cái phần 2. Phần 2 với chủ đề là 越来越多的中国人说普通话。越来越多的中国人Ngày càng có nhiều người Trung Quốc so phổ thông hoa là nói tiếng phổ thông. Yue lai yue tuo de zhongguo ren so phổ thông hoa. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bản từ và các cái cụm từ một chút. Đầu tiên chúng ta có cái cụm là yue lai yue. Yue lai yue là ngày càng. Ví dụ như là yue lai yue họ, ngày càng tốt. Yue lai yue ta, ngày càng lớn. Yue lai yue piao liang, ngày càng xinh đẹp. Như vậy chúng ta thấy nè, đằng sau yue lai yue đó là một tính từ. Yue lai yue họ, yue lai yue ta, yue lai yue piao liang. Như vậy họ, ta piao liang là tính từ. Thế ngoài đi với tính từ ra, nó có thể đi với một cụm từ nữa. Ví dụ, 我越来越不喜欢吃饺子了. Tôi ngày càng không thích ăn há cảo nữa. Hoặc là 他越来越喜欢看书了. Anh ấy ngày càng thích xem sách hơn. Như vậy nó là một cụm từ ha. Kế tiếp chúng ta có từ thứ hai, đó là phổ thông hoa. Phổ thông hoa là tiếng phổ thông, tức là cái tiếng mà được phổ biến nhất, được nhiều người dùng nhất thì gọi là tiếng phổ thông. Như vậy chúng ta đang học đây là tiếng phổ thông của người Trung Quốc, thì nó gọi là Trung Quốc phổ thông hoa. Còn tiếng phổ thông là chung chung thôi. Cái tiếng mà mình đang giao tiếp với mọi người đây, đó là tiếng phổ thông của người Việt Nam đó. Nhưng tại mình không quen dùng. Thế thôi, mình không quen dùng cái từ này. Chứ Việt Nam có nhiều dân tộc thiểu số, thì những đồng bào đó, mỗi đồng bào như vậy, mỗi dân tộc thiểu số như vậy, người ta cũng có cái thứ tiếng riêng của họ. Thì cái tiếng chung được phổ biến nhiều nhất thì gọi là tiếng phổ thông, phổ thông hoa. Từ thứ ba là duê dồ. Dồ là có, duê là khoảng, nhưng mà duê dồ dịch là có khoảng. Để nói là có khoảng, nó có vài cái cách nói. Ví dụ dê dồ hay là ta cái dồ cũng được. Ví dụ khoảng một, có khoảng 100 người, dê dồ với bài cơ rỉnh, hay là ta cái dồ với bài cơ rỉnh cũng được. Hoặc là chúng ta có nói cách khác nữa. Ví dụ như là với bài cơ rỉnh dồ dô. Dồ là bên trái, dô là bên phải. Với bài cơ rỉnh dồ dô thì khoảng 100 người, cũng dịch như vậy, khoảng 100 người. Hay là với bài cơ rỉnh sang xa. Ý bài cơ sang xa, sang là trên, xa là dưới. Trên dưới 100 thì cũng có nghĩa là khoảng 100 thôi. Như vậy để nói là khoảng có vài cái cách nói khác nhau. Ở đây thì chúng ta tiếp cận với cách nói là duy dồ trước. Từ thứ tư chúng ta có cái cách nói về phần trăm. Chữ ý đó là thay cho một cái số nào đó. Ví dụ 1% thì chúng ta nói là 1%, 2% là 2%, 3% là 3%, 15% 15%, 80% là 30%, 90% 90%, 99% 99%. Và 100% thì chúng ta nói là 7%. Thế bây giờ nói số lẻ thì thế nào? Số lẻ thì chúng ta cái dấu phẩy, ví dụ 3.5% thì phẩy đó nó không đọc là cái dấu phẩy mà nó đọc là chữ tiền là chấm 3.5%. Ví dụ 3.5%, 10.8% là 10.8%. Thế bây giờ cái phần trăm lẻ, cái lẻ đằng sau mà nó hai số thì chúng ta phải chú ý cách đọc này nhé. Ví dụ như là 15.81% thì nó sẽ nói là 15.5% tiền 3 y, nó không có nói là 3 sữa y nha, 3 y thôi. 50.55% thì nó sẽ nói là 50.55%, 50.55%, 50.55. Mọi người lưu ý như vậy. Như vậy trong bài nó có nè, 20% là 50%, 80% là 30%. Kế tiếp chúng ta có cái từ thứ năm là sổ dồ.
sổ dù là tất cả, thì nó đi với một danh từ với đằng sau. Và đằng sau liền sau từ sổ dù này nó sẽ có từ tơ. Ví dụ, tất cả mọi người là sổ dù tơ rịnh. Tất cả những cái thứ này, những cái đồ này sổ dù tơ tung si. Rồi tất cả sách là sổ dù tơ su. Ví dụ tất cả những cái đồ này là do bố tôi mua nè. Sổ dù tơ tung si tô su pa pa mài. Tất cả mọi người đều phải nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Sổ dù tơ rịnh tôi giao số Trung Quốc phụ thông hoa. Sổ dù tơ cộng với một danh từ phía đằng sau. Mọi người lưu ý như vậy. Còn những cách dùng khác thì mai mốt chúng ta sẽ gặp. Kế tiếp chúng ta có những cái từ mới tiếp nữa. Từ thứ 6 là treo liễu. Treo liễu là giao lưu hay là giao tiếp với nhau thôi. Ví dụ giao lưu văn hóa là quẩn hoa treo liễu. Giao lưu ngôn ngữ là dù dẹn treo liễu. Dù dẹn treo liễu là treo liễu. Giao lưu có nghĩa là giao tiếp. Hôm nay chúng ta giao lưu với nhau một cách thoải mái thôi. Chuyên thiên của mình sủy biên treo liễu ba. Sủy biên là tùy ý, thoải mái. Chi tiết của mình sủy biên treo liễu ba. Treo liễu là giao lưu. Từ thứ 7, thứ 8 và thứ 9 luôn. Thứ 7 thì là sang hài hoa. Sang hài hoa là tiếng Thượng Hải. Quảng Tông hoa là tiếng Quảng Đông. Và Sư Xoan hoa là tiếng Tứ Xuyên. Thì như vậy ta có cái từ hoa là tiếng. Như vậy là phổ thông hoa là tiếng phổ thông đó, từ hoa là tiếng. Nhưng mà cái từ hoa này ngoài là tiếng ra, nó còn có một nghĩa khác nữa mà người ta cũng có thể hay dùng, đó là cái giọng. Ví dụ bầy phan hoa, kinh nạn phan hoa phú dĩ an. Như vậy là cái giọng miền Bắc khác với giọng của miền Nam. Bầy phan hoa, kinh nạn phan hoa phú dĩ an. Người miền Bắc Trung Quốc hay là cái giọng của người miền Bắc Trung Quốc á, nó thích cuốn lưỡi hơn. Ví dụ thế, Trung của bầy phan hoa, xì hoan chuyển sở, thích cuốn lưỡi, ví dụ thế. Rồi, bầy phan hoa, nản phan hoa hay là sang hài hoa, Quảng Tông hoa, Sư Xoan hoa, tiếng Triều Châu thì là Chảo Châu hoa, tiếng Phước Kiến là Phủ Chiên hoa, cứ như vậy chúng ta ghép vào thôi. Từ thứ 10 là treo duy, có thể là động từ giáo dục, nhưng nếu danh từ mình có thể xem như là ngành giáo dục. Ngành giáo dục hay là bên bộ phận giáo dục gì đó cũng được. Treo duy, giáo dục nó là âm ở Việt luôn. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 11, đó là thuế quan. Một cái từ thuế không là đẩy. Nếu mọi người đi đến các cái nhà hàng hoặc là những cái nơi công sở nào đó, nó có cái cửa, thì ở trên đó nó để từ thuế. Giống như từ push của tiếng Anh á, thì nó dùng từ thuế là đẩy, là chúng ta sẽ đẩy và đi vào. Còn nếu mà nó kêu mình kéo ra thì là la. La là kéo. Rồi như vậy thuế là đẩy. Còn chữ quan là chữ quản, có nghĩa là rộng. Quảng là rộng. Như vậy thuế quan là đẩy cho nó rộng ra, có nghĩa là mở rộng hoặc là đẩy mạnh một cái hoạt động gì đó, thì gọi là thuế quan. Ví dụ thuế quan treo dư hộ tông. Treo dư mình mới gặp hồi nãy, treo dư là giáo dục. Treo dư hộ tông là các cái hoạt động giáo dục, bây giờ đẩy mạnh hoạt động giáo dục. Thuế quan treo dư hộ tông. Rồi kế tiếp là treo y bu là bộ giáo dục. Treo y bu, bu là bộ. Từ bu có rất nhiều nghĩa. Kế tiếp ta có từ sủng. Sủng là nghèo, âm Việt là chữ cùng. Cùng khổ, tức là nghèo khổ đó. Rồi sủng là cùng. Cùng là nghèo thôi. Sủng rỉnh là người nghèo. Quá xào ta sử hô cha lý hình sủng. Khi tôi còn nhỏ thì gia đình rất là nghèo. Rồi sủng là nghèo. Mọi người nhìn cái chữ của nó xem nào. Chỉ có một mái nhà bên trên thôi, mà đến có 8 người phải ra sức làm thì mới có ăn. Ở dưới chữ bát và dưới nữa là chữ lực, thì là rất nghèo. Rồi kế tiếp ta có từ thứ 14 là chủ lơ. Chủ lơ nó hay đi với cấu trúc chủ lơ gì quay. Ở đây không có gì quá thì thôi, không sao cả. Chủ lơ là ngoài cái gì đó ra. Ví dụ như ngoài tôi ra thì không ai biết nói tiếng Hoa hết á. Chủ lơ wǒ yǐ wài. Hoặc là chủ lơ wǒ mǐ yǒu rén huì shuō zhōng wěn. Hoặc là huì shuō hán yǔ.
rồi chủ lên. Kế tiếp ta có từ thứ 15 là sư phiến. Sư phiến là các cái clip hoặc là video clip. Sư phiến, từ này hiện đang được dùng rất nhiều đấy. Sư phiến. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 16. Từ thứ 16 là sủy phiến. Sủy phiến là trình độ. Và có khi thì chúng ta dịch là mức độ. Thì ví dụ trình độ tiếng Hoa đó là Han ngữ sủy phiến. Trình độ tiếng Anh là diễn ngữ sủy phiến. Nâng cao trình độ tiếng Hoa thì có Han ngữ sủy phiến. Khi mà học tiếng Hoa bạn phải cố gắng nghe nhiều, nói nhiều thì mới nâng cao cái trình độ tiếng Hoa lên được. Sẽ sĩ trung quẩn hoặc là sẽ sĩ Han ngữ tới sử hô để giao tô thiên, tô số. Trê giang sải nẫn. Như thế mới có thể thì có Han ngữ sủy phiến, nâng cao được trình độ tiếng Hoa. Trình độ tiếng Anh là diễn ngữ sủy phiến. Nhưng mà có đôi khi từ sủy phiến này nó không phải dùng để chỉ trình độ mà nó chỉ cái mức. Ví dụ như là sân hổ sủy phiến là mức sống. Mức sống của người Mỹ rất cao. Mì của the sân hổ sủy phiến hành cao. Duyên nản rỉnh the sân hổ sủy phiến của thai cao. Mức sống của người dân Việt Nam thì chưa cao lắm. Ví dụ như thế. Rồi, kế tiếp nữa chúng ta có từ khảo sư. Khảo sư là nếu động từ là thi. Mình thiên của giáo khảo sư là ngày mai tôi phải thi rồi. Số gì chi thiên hoàn sang của giáo trai trai phu sĩ. Cho nên tối hôm nay tôi phải ở nhà ôn bài. Rồi khảo sư là thi, là động từ. Thế nó là danh từ thì là cái kỳ thi. Trơ sư khảo sư, nếu khảo thế sầm thế gian. Cái lần thi này bạn thi thế nào? Quá khảo tơ phú thai họ, tôi thi không tốt lắm. Thì có khi thi mình cũng có thể gọi là kiểm tra cũng được. Thì dưới nó có một cái cụm ngay chỗ thứ 18 từ thứ 18 đấy. Phổ thông hoa sủy phiến khảo sư. Phổ thông hoa sủy phiến tức là trình độ tiếng phổ thông. Phổ thông hoa sủy phiến khảo sư, cái kỳ kiểm tra trình độ tiếng phổ thông. Sau đây chúng ta vào bài đọc. 2020 niên năm 2020 Trung Quốc ước có 80.72% tờ rẩn 会说普通话. Trung Quốc 约有 80.72% 的人 会说普通话. Ở Trung Quốc có khoảng 80.72% số người 会说普通话 là biết nói tiếng phổ thông. 比 2000 年 多了 27.66%. Bì 2000 nén tố là 27.66%. Như vậy so với năm 2000 thì nó nhiều hơn 27.66%. Thì mình có thể dịch là nhiều hơn 27.66% so với năm 2000. Rồi, mọi người nghe mình đọc lại một lần, đọc chậm để mọi người có thể đọc theo ha. 2020 年中国约有 80.72% 的人会说普通话比2000年多了 27.66% 接着呢在中国là ở Trung Quốc Bố sư sổ dồ tơ rảnh tô số phụ thông hoa. Không phải tất cả mọi người đều nói tiếng phổ thông. Trai Trung Quốc, bố sư sổ dồ tơ rảnh tô số phụ thông hoa. Dấu hình tố rảnh số sang hài hoa, Quảng Tông hoa, Sư Chuan hoa. Có rất nhiều người nói tiếng Thượng Hải, tiếng Quảng Đông, tiếng Tứ Xuyên vân vân. Chúng ta cùng đọc lại nha. Trai Trung Quốc, 不是所有的人都说普通话。有很多人说上海话、广东话、四川话等等。Tiếp theo nữa, 为了让大家交流方便，为了 là vì để, 为了让大家 vì để mọi người
giao lưu fan pen tức là giao lưu với nhau được thuận tiện. Fan pen là được thuận tiện. Quay là răng ta cha giao lưu fan pen. Trung của giao dư. Giáo dục Trung Quốc có nghĩa là ngành giáo dục Trung Quốc, chúng ta sẽ hiểu như vậy. Trung của giao dư. Di trữ là mãi luôn. Thuy quảng. Thuy quảng là đẩy mạnh. Phụ thông hoa là tiếng phổ thông. Rồi chúng ta cùng đọc lại nha. Quay là răng ta cha giao lưu phan biên. Trung của giao dư y trữ tại thuy quảng phụ thông hoa. Vẫn luôn đang thúc đẩy cái tiếng phổ thông. Hiện tại số phổ thông hoa tờ rỉnh yue lại yue tố là. Hiện tại số phổ thông hoa tờ rỉnh. Hiện nay những người nói tiếng phổ thông yue lại yue tố là ngày càng nhiều rồi. Sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình nhé. Quay là răng ta cha giao lưu phan biên. Trung của giao dư y trữ tại thuy quảng phổ thông hoa. Hiện tại số phổ thông hoa tờ rỉnh yue lại yue tố là. Quay là thuy quảng phổ thông hoa. Quay là thuy quảng phổ thông hoa. Vì để đẩy mạnh hoặc là thúc đẩy cái tiếng phổ thông. Giao dư bộ là bộ giáo dục. Giao dư bộ cho là hẳn tố công cho là đã làm rất là nhiều việc. Bộ giáo dục đã làm rất nhiều việc. Quay là thuy quảng phổ thông hoa. Giao dư bộ cho là hẳn tố công cho. Bị rủ là ví dụ như Rỉnh mân khở dì dung sầu chí lại sẽ xí phổ thông hoa. Rỉnh mân khở dì dung sầu chí. Mọi người có thể dùng điện thoại di động. Lại đây là để sẽ sĩ phổ thông hoa là học tiếng phổ thông. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Quay là thuê quảng phổ thông hoa. Giao dư bộ cho là hẳn tố công cho. Bị rủ Rỉnh mân khở dì dung sầu chí lại sẽ sĩ phổ thông hoa. Tiếp theo nữa, Lào sư mân khở dì sang hoàng. Lào sư mân là các thầy cô, khở dì sang hoàng là có thể lên mạng. Xuế sĩ chậm mơ chào phổ thông hoa. Xuế sĩ là học. Chậm mơ chào là dạy như thế nào. Chậm mơ chào phổ thông hoa là dạy tiếng phổ thông như thế nào. Như vậy là các thầy cô có thể lên mạng để học cái cách dạy tiếng phổ thông như thế nào. Lào sư mân khở dì sang hoàng. Xuế sĩ chậm mơ chào phổ thông hoa. Tại y xe bị treo súng đờ ti phán. Bị treo súng đờ ti phán. Bị treo súng là tương đối nghèo. Bị treo súng đờ ti phán là những nơi tương đối nghèo, những nơi khá nghèo, khá nghèo khổ. Tại y xe bị treo súng đờ ti phán. Ở một số nơi khá nghèo khổ. Mấy dù sẽ xí phụ thông hoa tờ su. Mấy dù sẽ xí phụ thông hoa tờ su. Mấy dù là không có. Mấy dù su là không có sách. Còn sách đến như thế nào? Sẽ sĩ phổ thông hoa tờ số, tức là cái sách mà để học tiếng phổ thông. Như vậy là ở những cái nơi nghèo khổ, những nơi khá nghèo khổ, không có sách học tiếng phổ thông. Như vậy thì phải làm sao? Giao dư bộ là bộ giáo dục. Chủ lờ sung 20 万 bản phổ thông hoa số. Ngoài việc tặng 20 vạn, tức là 200 ngàn, cái quyển sách tiếng phổ thông. Giao dư bộ chủ là ngoài cái gì đó ra. Chủ là sung 20 万 bản phổ thông hoa số. 20 万 là 20 vạn, tức là 200 ngàn. Như vậy dịch lại là bộ giáo dục ngoài việc tặng 200 ngàn quyển sách tiếng phổ thông. Hải zô là ý xế xế xí phổ thông hoa tờ sư phiến. Hải zô là ý xế và còn đã làm một số. Là một số cái gì nè? Xuế sĩ phổ thông hoa tờ sư phiển là những cái video clip để học tiếng phổ thông. Rồi gì nữa? Cày tham minh là cho họ. Còn làm một số cái video clip để học tiếng phổ thông cho họ. Cày tham minh là cho họ. Rồi chúng ta cùng đọc lại nha. Giao dư bộ chủ lờ sông 20 万 bản phổ thông hoa sư. Hải zô là y xế 学习普通话的视频 给他们.
到现在 là đến nay, 已经有528万人参加了普通话水平考试。用dịch là, 到现在 là cho đến nay, 已经有 là đã có. 500 万 là 5 triệu, 528 万 là 5 triệu và 28 vạn, tức là 5.280.000 người. 5.280.000 người 已经有528万人参加了là đã tham dự Phổ thông hóa sự phiển khảo sư, là cái kỳ thi tiếng phổ thông Trung Quốc, kỳ thi trình độ hoặc là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng phổ thông Trung Quốc. Và đến đây là mình kết thúc bài 2. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ đăng ký, nếu các bạn chưa đăng ký, like và share cho thầy, để cái video clip của thầy nó được phổ biến hơn và khi mà post lên nó cũng nhanh hơn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhé. Xin chào mọi người.